khi mà anh đã làm YouTube như thế này á, không phải nói đi. Không phải cứ một vấn đề gì đó là anh quay, có thể một ngày anh làm những mấy clip bình thường cũng được. Một ngày anh làm mấy clip để anh chia sẻ mọi người mình sống thực. Mình làm vậy là mình đóng họ hết mấy triệu rồi hả? Đâu có đóng cho họ, cái mình học cái phá học thôi chứ không có đóng gì trên YouTube này hết đó. Người ta dạy cho mình để làm YouTube á, dạy bất cứ kỹ năng gì, dạy quay phim, rồi dạy đăng mạng, rồi dạy gì đó. Nói chung ta dạy nhiều lắm, dạy chuyên sâu luôn. Trời ơi, học không để được lâu mau à? Sao, tháng 6 này mới bắt đầu học. Chưa học hả? Chưa học mà. Mới đóng tiền trước rồi, chưa học, tháng 6 mới học. Ủa, tháng 1 mới học, quên nữa, lộn, xin lỗi quý anh chị nha. Thì hôm nay em cũng nói với anh em của bạn bè của Bình luôn nha, là hôm nay bắt đầu từ hôm nay là Bình ăn chay, Bình không có ăn mặn nữa nha. Thì anh em nào của Bình mà có rủ Bình nhậu hay là đám tiệc gì đó, thì Bình cũng xin miễn là không có đi đám tiệc được nha. Có gì Bình gửi ai đi giùm hoặc Bình gửi nha. Chứ còn nay là Bình không có còn ăn mặn nữa nha. Hiện tại Bình đang ăn đồ chay nè, ăn đậu hũ nè, ăn rau luộc nè, ăn mô Phật chào sư ạ, mô Phật. Ăn nói chung là ăn đồ chay nha, cà chiên ha, rồi cái kia đồ kho ha, rồi đây chén chao hả? Thôi mà. Rồi ha, rồi cái clip này để Bình đăng lên Facebook với bên Zalo ha, rồi để cho anh chị mà biết Bình có rủ nhậu nhẹt thì cũng Bình cũng xin phép quan hỷ cho Bình nha. Rồi Bình ăn chay nha, kể từ giây phút này là ngày 14 tháng 12 năm 2023 nha quý anh chị. Thì bạn bè nào của Bình thì cũng xin quan hỷ là từ đây về sau là Bình ăn chay nha, Bình đi tu nha. Bình đi tu rồi Bình đi tụng đám ma rồi đi cúng gì đó rồi. Nhiều anh chị mà có xem được clip này mà có coi bên kênh YouTube của Bình thì đăng ký kênh. Đăng ký cho chia sẻ và like cho một lượt like nha. Đây là bạn của Bình nha, cùng công ty nha. Rồi, xin chào cả nhà nha, em ăn chay nha, đừng rủ em nhậu nha. Nam mô A Di Đà Phật, Quan Hỷ Quang Minh Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Quang Minh Bồ Tát, A Di Đà Phật.